ấn G để nhấn G để bỏ. À rồi 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 rồi. Đâu dụng cụ nào lấy gì? Đây 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 đây. Từ em cây dựa kéo đéo cái đây. Đây là cái cây dựa ở kẻ sắt à? Râu loại. Bụi ơi ta xem ra chai kẻ sắt cây dựa này. Còn mẹ ấn F. À, em để prepare the soy. Mẹ cầy ruộng nhóm. Con gái là người nước ngoài này anh ơi. Thật ra người nước ngoài à? Nó nói chuyện được nhở? Heavy girl. Hiếp heavy girl. Để từ từ xem ta nói chuyện. Chắc là béo lắm. Được đâu. Heavy girl à? Ờ, heavy girl đấy. Đây là ông già mà. Tự nhiên kiểu béo vậy. Đéo hiểu đi. Mày già đâu mà sinh. Sinh cái cứt râu dài tận chim thì sinh mẹ. Thế à? Em nhìn thấy người thật con mà. Không có chuyện đẹp hơn luôn, đến điều chắc chắn. Nó không là có chỉnh màu à? Ở đây có màu chứ. Quan Vũ có sẹo không anh em nhỉ? Đấy. Chỉnh ra đây cái anh em thấy chuẩn chưa? Nhìn ra Lưu Bị chưa? Đó. Áo mẹ quần áo đéo mặc. Đúng rồi. Đâu nhỉ? Đó. Đúng rồi. À đây 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 bên này. Đâu? Đây. Thì phải đúng quan văn trường chưa? Ôi đừng phải liền quan văn trường đây rồi. Từ từ vào cái chỗ sáng sáng đó. Ôi mẹ đúng thật bạn Vũ chỉnh giỏi mẹ cứt. Từ từ đã vào đây vào đây. Vào chỗ sáng sáng, vào chỗ sáng sáng. Thì phải Lưu Mị đó là dầu cất môi. Như cá bá mẹ rồi, như khá bảnh cân mẹ rồi chị đéo ơi. Lưu Mị đéo ơi. Đây, đi vào đây, vào chỗ này nó sáng sáng cho anh em chiêm ngưỡng. Đây, vào đây, đây 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 đây. Đây, vào đây các bạn đi đâu đi. Đấy, đi. Mẹ, chấp nhận là đi. Mặt gì sạch ngược đấy. Ây, nhưng mà mặt quanh vân trường mà mặt, mặt, ờ, nhưng mà mặt nó phải hơi gầy gầy chứ mặt béo béo. Điên mặt phốt pháp. Mặt phò mắc luôn. Thân 5 thức rộng, thân 10 thức cao ngay. Từ Hải mẹ rồi, quan vân trường mùi gì. Quan vân. Ra là vậy, Từ Hải ngày xưa là lấy hình mẫu quan văn trường đấy. Được anh em ạ, được, được, thế là được rồi. Nó chỉ được đến thế này thôi. Đến đâu nữa. Thế này là được rồi. Đạt đâu, thấy mày đéo đâu. Đi mẹ. Xuống ngựa đi. Đéo ơi sao gầy thế. Đéo ơi đéo hiểu gầy gì luôn. Thế này không gầy. Nhìn đi, xinh. To hơn cả anh, nhìn người gốc hơn anh. Cao hơn anh này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Attack on Titan mẹ rồi. Nhìn kinh ghê. Từ từ quay chỗ mặt trời đấy để cho anh em nhìn. Quay đằng này. Quay đằng này ngược sáng đấy, quay chỗ tao đi các bà. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Trường phi đấy, trường là trường châu phi. Để... chó béo hết cỡ ra, tiêu hiểu đi. Kéo nặng hết cỡ ra, xem thử xem nó có khác không. Để hết cỡ rồi. Hết cỡ, con ngựa quay nó bị giật kinh phong rồi. Làm ôi, đây hả, đây hả, ôi, là cái triệu văn. Triệu văn béo anh nhìn trông chưa. Về triệu văn. Chưa bất chuẩn mà. Thiếu cái thương rồi. Con à. Còn chết gì nữa. Không phải trông giống thằng cái Benedict Cumberbatch mà đóng cái trông xe lắm hồ. Thế là Doctor số chết đi. Đúng không? Doctor số chết đi còn đéo gì. Đi hết mẹ luôn. Sao Trương Phi đéo phải cao đây? Trương Phi phải lùn chứ. Trương Phi phải lùn tịt xuống chứ. Thấp đúng hơn à? Tao chứ. Anh em ra ngoài đánh nhé. Rồi đi tuyển quân rồi. Tóc đen Tứ ơi, chỉnh cho cái thằng nhưng mà tóc màu đen. Đéo bạc, phách cái này.
nút điếc cưỡi ngựa như nào nhỉ? Ngựa chạy nhanh như nào ấy Thứ ơi? Phó tổ sư Triệu Văn. Cười chứ nó bắt. Thứ ơi. Rồi, để thêm một thằng. Đéo ơi, sao tao nhìn đây giống một thằng quan văn trường phiên bản da trắng thì đéo nào Vũ ơi? Đâu? Mày ra đây, đây. Thằng này chính là quan văn trường phiên bản da trắng tao đứng ở đây này. Mẹ. Đứng đâu? Đây, thằng này là fake quan văn trường rồi. Đâu? Đây. Không thấy thằng đạp vào đây mày nhìn xem đúng là thằng này là mẹ quan văn trường phiên bản trắng ở đây chỗ tao đứng ở đây này. Ở chỗ ơi quan đây này. Thế mày ra mày nhìn xem đúng không? Ừ, mày ra mày ấn ấn rồi mày nhìn cái thằng này đúng với anh, cái thằng này là mẹ Vũ phiên bản da trắng không? Đấy, khác nhau ở đâu? Đạc vãi lìn này như này. Đây mà, bên này mà. Đây cơ mà. Bên này mà. Đây rồi, mà nhìn. Nhìn thấy chưa? Đây, đi thang luôn. Đây, đứng cạnh. Ta đứng cạnh, đây anh em so tôi xem mẹ giống nhau không? Mẹ y hệt luôn, đéo khác tí gì luôn. Đâu. Đây, mày nhìn xem có đúng không? Anh em thất lạc hỏi xem là thế nào. Đây, Vũ đang đứng đây này. Trong thành. Đấy. Đúng ra anh em đi phải thất lạc đâu hả? Đang lốt chờ tí. Đâu. Giống nhau đi. Mày đứng lên cho con Đạt nó nhìn xem đúng không? Đâu như nào? Anh em công nhận giống không? Con rơi con vãi của bố thật. Hắc bạch song hiệp mẹ rồi. Đây, Đạt vào nhìn Vũ đứng cái nhà. Đấy, và mày so sánh xem. Ấn R lên cho chính xác. R là cái gì? R để góc nhìn thứ nhất. Nhìn tận cái bé nhiều vậy. Ôi mà mày nhìn cái mặt đi. Mày ra đứng sát vào. Mày áo thì giống nhau. Anh gì? Em sinh đôi bản da trắng da đen đi hết luôn. Sao lại là anh em lại cu rát normal này? Ừ. Đi chuyển nó về gặp anh em. Chuyển nó về Vũ. Thế ừ, thôi. Bộ rồi. Bó tướng. Hết slot rồi. Em nó cứ đứng đây thôi à. Chợ lau, chợ đừng kiểu bạn. Người mấy thịt. Thịt ơi. Tâm tôi to đéo bắt được. Vàng không phải con mình em phải sửa đi. Sửa thằng vàng đấy, vàng giết anh đấy. Con chó vàng vừa giết anh đấy. Giết thằng vàng cái nhá. Vàng này giết vàng đây. À đấy, thằng ờ. Mày đã đưa mày nó đến kinh quá. Vàng rồi. Thằng máy. Vàng rồi. Mã lồn. Có thằng vàng đánh nhau với thằng nào đây xong rồi đứng dưới kia. Hả? Thế nào? Tự trốn đâu hay sao? Thật chân chi thuật. Tự trốn à? Ở thằng kia đéo tìm được kìa. Khổ. Ở đâu ạ? À? Hết mẹ giờ. Tứ thắng rồi, Tứ nhiều máu hơn. Tứ rồi. Không là Tứ trốn đâu rồi. Thầm du. Khổ anh em thầm du cứ đi tìm. À đi nào. Đạo tặc vãi cứt. Người bé con. Các nhau biết kìa. Này, Tứ chém đây. Kìa. Mò.